các ông bà cô chú anh chị và các bạn, cả nhà ơi, hai bữa nay ba mẹ con em có một chuyến hành trình đi về quê bằng chuyến xe Honda này nha cả nhà. Chồng em thì ở lại rồi không có đi xe hơi được, đi xe Honda thì thằng con lớn em mới chở ba mẹ con em. Bữa nay coi cả nhà coi bữa nay hành trình trong bữa nay mẹ con em đi tới đâu những gì thì em sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà nha. Mời cả nhà đi theo em. Cả nhà ơi, giờ ba mẹ con em ông lớn chạy cái nó nguy hiểm không đâu. Về tới quê bây giờ là 6:30 rồi cả nhà, để em về thử đây, về tới quê đây tới Sóc Trăng thử có bao nhiêu cây. Thường thường chồng em đi là nó tới 280 cây đó cả nhà, đây mà về tới quê em là tới 280 cây lận á. Để coi ra đi được mấy tiếng, bữa nay mấy mẹ con em đi chắc ngày nắng lắm, tính bây giờ sớm rồi. Bye bye cả nhà nè. Còn tiền giơ tay lên chào nữa. Nay rất sáng đường, bữa nay cũng không có kẹt máy với con, em đi còn sớm mới 6:00 á cả nhà. Đó, đi ngang chợ đầu mối. Hai mẹ con đi xe chở đồ chở hết rồi, chở quần áo không này kia không chở. Không có chở được gì. Đi ngang chợ đầu mối. Chỉ có đi ngang thôi. Cái này chưa kẹt xe nha cả nhà. Tới cầu vượt Bình Phước. Hai bên đường ta bán rau á cái nhà, buổi sáng này dài dài ở đây ta bán rau nè cái nhà. Ai vô trong chợ vô không vô mua ngoài này cũng được. Rau thịt cá đồ quá trời luôn rồi. Đó, quá trời thịt luôn. Rồi. Sẽ lên cầu thôi. Cầu Bình Phước 2 nha cả nhà. Từ ở tổng em chạy ra đây khoảng 10 phút. Em ở trong chùa Văn Đức, gần chùa Văn Đức, đi ra đây khoảng 10 phút à. Mẹ con em đi nó giờ gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Gần 1 tiếng đồng hồ giờ xe nó biết sao tự nhiên đương chạy cái đầu nó bị hư cả nhà. Tự nhiên đương chạy cái xong nó mắc đề cái đề lại lên đề không được. Giờ phải ghé cho tiệm sửa. Cả nhà thấy bữa nay em đi là thấy hên rồi đấy ha cả nhà. Rồi chào ơi. Cả nhà thấy bữa nay mẹ con chuột đi là hên rồi đó. Thì dắt đi tính đi bằng đêm. Tính đi 40 kia đi mà cuối cùng không đi là biết, đi giờ này thì xe nó hư nữa cả nhà. Nè không có chạy phá. Đi lên tới tiệm người ta mà nó cũng phá nữa cả nhà. Không có lạ ai hết trơn á. Nè không có chạy phá, ngày chạy phá chú bác á. Giờ tới giờ có đồ lộn ra làm quậy đó cả nhà. Uống quê giữa. Hai mẹ con em con kìa bác đương làm kìa, cả nhà thấy đó không, quê sữa đâu, quê sữa đâu. À, hai mẹ con em là thằng lớn em nó đang ở sửa xe, em lội em đi kiếm cua cà phê uống cả nhà, uống cà phê cho đỡ đói, chưa ăn sáng nữa, thấy không? Chào ông bà cô chú đi, chào ông bà cô chú đi. Nè cả nhà, đó, mua em mua lê ngoài đường, hơi ồn nghe cả nhà, chú không đương làm. Ủa khẩu trang của ai mà bông bịch vậy? Khẩu trang có của ai? Của ai? Của ai? Của mẹ mà, trời ơi, của thầy nào? Thảo, Thảo. Chịu chưa? Uống phê sữa chịu chưa? Nó ghiền phê sữa. Ở nhà nó cũng uống phê sữa, ta thấy chưa? Con đi xe nó giờ mệt không? Đi xe mệt. Hả? Chị ngồi trong đó. Con ngồi im đây con không được đi.
giờ tới em ghé quán hủ tiếu em ăn nha cả nhà. Em đương kêu chỉ làm cho em thôi hủ tiếu mì đó, đương ghé quán lề đường luôn, ngồi dọc đường ăn đó. Tô hủ tiếu ra nè cả nhà, giờ em mời cả nhà ăn hủ tiếu với mấy mẹ con em nha. Em đi nãy giờ mới qua ăn lạc nè cả nhà ơi. Trời, con lau muỗng đi nhóc. Rồi con mời các ông bà cô chú ăn đi. Con mời cả nhà ăn hủ tiếu. Nhà ăn hủ tiếu lột nón ra con, cho mát mẻ đó. Trời ơi trời, trời. Đi con xíu mà phê phê. Đi con xíu mà phê rồi đó. Nó đi mới con xíu mà phê đó cả nhà. Thôi mời cả nhà ăn với em nha. Giờ em á thì em xin ấp máy em đút cho nhóc nhỏ. Đây cả nhà ơi. Đó. Giờ em tới em ăn nuôi nãy là hủ tiếu mì. Thì hai đứa nhóc em ăn rồi mà thằng nhóc nhỏ em nó không chịu ăn hủ tiếu mì. Giờ em mua nuôi vậy cả nhà. Thế em mua em kêu nuôi đặng coi cho nó coi nó ăn không nghe cả nhà. Đó. Em mời cả nhà ăn nuôi với em nha. Mệt lắm mà cả nhà, giờ mấy mẹ con em ghé quán nghỉ mệt rồi nghe cả nhà. Mệt không? Mệt lắm rồi cả nhà, đuối rồi. Nó đi lên xe nó ngủ, nó đi lên xe nó ngủ rồi cái đầu em ôm nó ôm muốn chết luôn. Giờ ghé quán uống nước để em quay rồi nè, con em nó uống nước nè. Con làm gì đó? Ừ khăn chùi miệng đi. Nó sợ không, nó lấy khăn giấy nó chùi miệng kìa cả nhà. Đó. Ở bên đây thì ông nhóc em chạy từ sáng giờ cả nhà, đi từ sáng giờ mà chạy tới 11 giờ mấy rồi, chạy về quê chạy bữa này bữa thứ ba rồi quá rồi, chạy tới 11 giờ mấy rồi. Cái chừng nó chạy đó, nó đi nó dọn ghế người ta kìa cả nhà. Thôi im, thôi im đi. Kìa ông cá tới rồi kìa. Đâu, nhỏ cho nó ăn cơm. Đây, đây dĩa cơm. Lên đây ăn cơm nè, con có đang ăn cơm nè. Nó chạy sáng giờ cả nhà mà ăn hết một tô hủ tiếu rồi. Giờ này nó than nó đói bụng nữa cả nhà. Rồi, ngồi đó, ngồi đó. Ngồi đó anh hai múc cơm cho em nè. Đó, giờ mua dĩa cơm. Ngồi đây đi, anh hai múc. Mời lại. Con ăn đã rồi, mẹ con nói không quay. Từ từ. Chị biết gọi quà là lao cho mẹ cái muỗng rồi. Nay ăn cơm sườn. Ổng đi sáng ăn tô hủ tiếu, giờ này ổng đói nữa, ghé cho ổng, ghé cho ổng với ông này ăn nữa nè cả nhà. Đó. Tại giờ này trưa rồi. Rồi ghé phải ghé cho nhóc nhỏ này tới thử ăn cơm trưa. Chạy xe ở đằng sau đứng lên. Xiết cổ người ta. Tao chạy. Nè chuột ơi, con mời ông bà cô chú ăn cơm với con đi. Con mời ông bà cô chú ăn cơm. Ăn được không? Ăn được không? Miếng thịt thì con ăn không được đâu, này đưa cho anh hai ăn đi. Nè. Nó đâu có ăn thịt đâu. Ăn ngại cho. Ừ, đâu ăn thịt đâu, chuột chỉ ăn cơm thông thôi cả nhà. Đâu? Để chiên con. Nè. Ăn lại no đi nha, đặng đi nha. Đây. Đó, ông sữa ông chuột không chịu ăn uống gì trơn cả nhà. Không chịu ăn. Sáng ghé hủ tiếu cũng không chịu ăn, giờ ghé quán cơm cho ăn cơm cũng không chịu ăn, bây giờ cử cơm cho ăn cơm trưa cũng không chịu ăn luôn. Giờ cho uống bình sữa. Cho uống bình sữa nằm nghỉ mệt chút xíu rồi đi tiếp nha cả nhà. Đó. Chút xíu nằm nghỉ mệt chút rồi đi tiếp. Mấy mẹ con ăn bên
lên chốc cầu thơ nha cả nhà. Cái đường này nó dài lắm, em quay những cái khúc cây cầu thôi nha cả nhà. Em quay từng khúc thôi nha. Nãy giờ em đục mưa gần cả tiếng đồng hồ nữa đó cả nhà. Mưa gì? Mưa ngoài thang đó. Mưa. Ừ. Đó. Mưa nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi đó cả nhà ơi. Nằm ở đây nãy giờ, bữa nay về tới nhà tới tối hù luôn. Đi từ 6 giờ mấy sáng về tới nhà tới hù luôn cả nhà. Không biết giờ nào tạnh mưa mới về nè. Thấy đường mưa chạy xe nguy hiểm quá, em không cho con em nó chạy, nó đòi chạy luôn về, nhưng mà em thấy mưa nguy hiểm quá em không cho chạy. Rồi thôi em kêu ngồi vô đây đục mưa. Đục bây giờ có tiếng đồng hồ chưa có tạnh gì hết mà vẫn còn lớn nha cả nhà. Thôi cả nhà ơi, em đã đi mắc mưa đợi mưa một tiếng mấy luôn á cả nhà, mà cái đầu cái chừng đợi hoài nó không mưa, không hết mưa cả nhà. Em dầm mưa em về. Em về tới nãy giờ em tắm rửa xong rồi cô em mới dọn cơm ăn nè cả nhà. Giờ thôi giờ em mời cả nhà ăn cơm với em nha. Chứ bây giờ tối rồi. Hồi sáng giờ em đi em ăn có tô hủ tiếu một đó cả nhà. Tao tôi nuôi. Em ăn có tô nuôi một à. Mất đi tính tao về sớm, cuối cùng em về tới đây 5 giờ mấy luôn cả nhà ơi. Cái cuộc hành trình bữa nay đi nhóc em nó chở em đi bữa nay là thua, đi từ 6 giờ mấy mà về tới đây là 5 giờ mấy nha cả nhà. Thôi, thôi vậy thôi, để em ăn cơm cả nhà.